Bông chùm nha anh chị. Cái mấy cây này là phần chậu ha, vô dây hết rồi nè. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em ha. Rồi mã số đầu tiên là mã số 230. Này em không ship chậu nha cô chú anh chị. Này em đóng bầu gửi ha. Đóng khung cho mình nha. Mã số 230 nha anh chị. Phần chậu rồi ha. Đế quá đẹp luôn. Coi đế này nhỏ cây nhưng mà rất là già cây luôn nha anh chị. Đế trải đều luôn ha. Cái này em không có ship chậu. Hoành nó 17. Cao nó là 75. Tàn ngang nó là 58. Đường kính cái chậu này là 37. Rồi mã số 230. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 950.000 nha, em bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 231. Rồi quế lá sống bông chùm nha anh chị, bông nó rất là thơm nha. Cây nhỏ nhưng dài cây lắm nha cô chú anh chị. Dài chứ lắm dài. Hoành của nó là 16. Chiều cao nó là 65. Tàn nó được là 68. Cái này chậu nhỏ thôi. Này 32. Mã số là 231. 231. Rồi cái này cho luôn chị mình 700.000 thôi chị, bao ship tặng nhà luôn nha. Rồi tiếp theo 232. 232. Chị coi nhỏ cây mà nó dài cây lắm nha anh chị. Nhỏ. Đó. Dạ nghĩ dần lắm ha. Hoành 16. Chiều cao 40. Tàn nó là 58. Chậu này chắc cũng tầm 30 rồi. Mã số là 232. 232. Rồi cái này giao luôn chị cũng 700.000 nha, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo. Mã số 233. 233 của chú anh chị. Này tại em để nhiều quá nó bị cục lá. Cái đầu của nó vậy nè ha. Em báo luôn nha anh chị ha, nhưng mà cây sống khỏe bình thường nha anh chị. Mặt cắt ngày xưa thôi. Hoành nó 16. Chiều cao nó 55. Tàn nó là 58. Chậu 3. Mã số 233. Rồi cái này 750 anh chị, em bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi tiếp theo. Mã số 234. Đang đâm lại lọt non, đang đâm hoa rất là nhiều anh chị. Quá trời cũ. Cái này là 20 nè. Trên cái eo 17. Chiều cao nó là 67. Tàn nó là 69. Rồi 234. Cái này 800.000 anh chị, bao ship tặng nơi cho mình luôn. Rồi tiếp theo. 235. 235. Cây này nhỏ mà anh chị nhìn đế quá trời đế luôn nè. Đế khủng bố luôn. Quá trời cái đế luôn ha. Đó. Để dữ dằn. Chơi bonsai nhỏ mini. Hoành nó 14 rưỡi. Chiều cao 52. Tàn là 56. Rồi 235. 235. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 nha, bao ship tặng nhà luôn. Đấy đẹp lắm nha anh chị. Rồi tiếp theo. 236. Quá trời bông nè anh chị. Đó. Cũng dữ dằn ha. À, chị coi nè, cụ đế quá trời cái cũ luôn ha. Đó. Nhỏ mà đế đẹp. Nhỏ mà đế đẹp lắm nha anh chị. Hoành 15 rưỡi. Chiều cao nó 65. Tàn nó 53. Bông nó to to mà bút bông bự bự. Rồi cái này 900.000 đúng không anh chị? Mã 236. 236 đế cũng rất là đẹp nè. 236 900.000 bao ship cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo. 237. 237. À, đang bút bông quá trần luôn nè anh chị. Tàn nhỏ rất là đẹp ha. Cây này già lắm nghe anh chị. Thấy gì cây này già cho lắm, già luôn nè. Già cây dữ dằn. Bonsai mini để bàn nha. Đế đẹp hoành luôn chưa? 16. Hoành 16. Cao 47. Cao 47. Tàn đó là 54. Tàn 54 anh chị coi bộ đế nè. Chậu chậu 3 ha. Ồ, hết biết cái bộ đế nha anh chị. Già cây dữ dằn luôn ha. Cây nó có bông có trái luôn nha anh chị, thơm lắm ha. Rồi cái này 750 chưa? Mã số 237. 237. Rồi tiếp theo 238. 238. Cụ đế quá trời cụ đế luôn. Cây được vô dây nữa. Chị về mình vô chậu trên
Hoành dưới đây là 20. Hoành 20. Chiều cao đó là 57. Chiều cao 57. Tàn là 57 luôn. Tàn 57 luôn chị ơi. Chậu là chậu 3 ha. Mã 238. Tàn rất là đẹp nha. 750 luôn chị ơi. Bao ship tặng nơi cho mình luôn nha. Này không cây ship chậu. Cây chậu rồi nha anh chị. Mấy cái này sống khỏe thường chậu, em mới nhổ chậu ra nha cô chú anh chị. Đai cành nó vô dây hết rồi ha. Đó. Rồi mã số này là 115. 115 nha anh chị. Cây già cây lắm nha anh chị. Bao ship tặng nhà cho mình luôn nha. Này mấy này đóng khung gỗ cho anh chị ha. Rồi nó hoành luôn em ơi. Hoành 37. Hoành 37 nha anh chị. Cao 1m24. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Mã số là 115. 5. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.700.000 nha. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn, 1.700.000. Rồi tiếp theo 116. 116. Anh chị coi bông quá trời bông. À, chùm 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 luôn nha anh chị. Cái này anh chị về vô dây rồi vô mình. Vô dây lại ha. Rất là đẹp luôn ha. Cái này em nữa em phải đóng khung cho anh chị đó anh chị ơi. Mã số này là 116. À, cây này thì nó có chỗ lũa bên đây nè anh chị. À, à, chị sành hết trơn ha. Mà nó sành hết đó nha anh chị. Bông nó thơm lắm anh chị. Quá trời bông luôn. 116. Để. Quá trời cái này để luôn ha. Bên này da nó thì bị rồi, hoành ở dưới đây là 43. Hoành 43. Chiều cao là 92. Chiều cao 92. Tỉnh bầu 44, mã số là 116. 116 rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.400.000 nha. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số 118. Cái này cũng dữ làn nha, tàn quá trời luôn nha anh chị. Cái nó to to hết à. Bông quá trời bông. À, cái da nó gì nha anh chị? Có đây mặt cắt da nó bị đầy miếng ha. Da nó gì đó. À, đó cho mình ha. Rồi. Cây sống khỏe hết rồi chị. Hoành nó là 48. Hoành 48. Chiều cao nó tầm 92. Cao tầm 92. Đường kính bầu nó là 51. Đường kính bầu 51. Rồi mã số là 118. Rồi cái này để ghẻ anh chị mình 1.200.000 anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn, 1.200.000. Cây sống khỏe hết rồi nha anh chị. Rồi tiếp theo. 120. 120. Đẹp nha anh chị. Thân nó to lắm. 120. Cụ đế chà bá. Hoành 37. Hoành 37. Trên này nó có cái khe trên này nha. Nó sành hết rồi. Lửa đây nè. Sành hết nha anh chị. Kéo clip luôn. Chiều cao nó 80. Đường kính bầu 44. Rồi mã số 120. Rồi cái này để ghẻ anh chị 1.000.000 tư thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn, 120. Rồi tiếp theo 418. Hoành 39. Hoành 39. Chiều cao 92. Chiều cao 92. Đường kính bầu 47. Mực quế lá sắn con chùm nha cô chú anh chị. Quá trời cái bệ đế nè. À, quay kỹ cái bệ đế anh chị xem ha. Cái này bệ dữ dằn bệ nha. Hết biết nó to luôn, bốn mấy hoành anh chị ơi. Giá cực kỳ mềm luôn. Rồi, 1.500.000 luôn chị ơi. Mã số là 418. Bao ship tặng nhà cho mình luôn nha. Rồi, tiếp theo. 420. Quế này sống khỏe từng chậu nha em, rút chậu ra nha chị. Cụ đế quá trời luôn nè. Mấy này nó có lần này nha. Hoành 46. Hoành 46. Chiều cao 1m2. Chiều cao 1m2. Đường kính bầu 56. Quá trần cái cũ rồi luôn. Nó có mặt cắt trên này thôi. Rồi, cái này em để ghẻ cô chú anh chị mình 1.200.000 thôi. Mã số là 420. 1.200.000 bao ship tặng nhà cho mình luôn nha. Rồi, tiếp theo. 421. 421.
Hoành 33. Hoành 33. Chiều cao 91. Đường kính bầu 42. Đó. Chị coi nè. Củ đế ha. Để giá mềm cho chị về chơi luôn. Rồi, cái này 1,4 triệu thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Mã số là 421 với lá sắn muôn chùm nha. Dạ, dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay mới về được lô Lekima hay gọi là cây trứng gàng đó chú anh chị. À, xin giao lưu với cô chú anh chị ha. Cây mới bứng luôn ha anh chị. Đó, chạy mũ hoa mầm luôn ha. Cái này mới thay keo lại. Cây mã số đầu tiên là mã số B1. Rồi, anh đâu hoành giùm em anh. Mã số B1 ha. Tổng luôn là 66 hoành. Em đo thân trên này giùm em anh. Là 39. Cây này thì nó có miếng lũa dưới này nha. Miếng chút xíu à nghe anh chị. Đó, sành hết trơn à. Rồi, chiều bay là 1m23. À, đường kính bầu luôn anh. Đường kính bầu là nhiêu? 70. Đó, cây khá là khủng nha. Lekima gọi là cây trứng gà. Nó quay sơ ha. Cây có dáng bay rất là đẹp ha. Mã số B1 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,5 triệu nha. Em bao ship tặng nhà luôn. Mã số là B1. 2,5 triệu. Rồi tiếp theo mã số B2. Đó. Cây dáng bay cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Hàng này mới bứng về không nha. Mũ nhóc chân nha anh chị. Này giờ anh chị ủ lại nha. Tổng hoành nó được là 75. Rồi anh đổi thân bự nữa. Hoành cái đo này đo được là 43. Đó. Dáng bay à. Dáng bay nó là 88. Chiều cao. Chiều cao cái này là 69. Đường kính bầu của cái này là 59. Rồi, mã số B2 nha cô chú anh chị. Đó, Lekima hay gọi là cây trứng gà. Cây mới bứng không nghe anh chị. Mấy cái này em mới bứng về không á. Cây khá là đẹp ha. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,700,000 ha. Mã số B2. Lekima hay gọi là cây trứng gà đó nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mã số B3. Anh chị thấy nha. Củ nó cũng chà bá nha anh chị. Tại đất này đất nó xốp nha anh chị. Nè, tại đất cục á. Ừ, rễ thì nó có rễ trụ bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây thì nó có rễ non thôi tại nó ôm nguyên cái củ á. Cây cực kỳ quái nha. Hoành đo được là 50, 51 đến 50 thôi. Chiều cao cây này là 80. Đường kính bầu cây này là 61. Cây này cục rất là quái nha. Năm mấy hoành luôn, 50 hoành luôn đó anh chị ơi. Nè chị coi ha, mũ nè. Mấy cây này là em mới bứng không nha. Mới bứng luôn nha anh chị. Nói này về mình ủ lại ha, mình đắp sơ dừa lên đây nè. Để nguyên bầu đắp sơ dừa lên đây nè. Đó, chùm ni lông kính lại ha. Để cho nó giữ ẩm cái thân. Đó, khi nào nó kéo sẹo đâm trò mình hả trồng nha anh chị. Đó, chứ đừng trồng liền. Đó. Mấy cây này cần giữ ẩm mấy cây lắm nha anh chị. Ồ, mũ nè, tương gà ào ào luôn ha. Cây mới bứng nha. Mã số là B3. Rồi cây này em để hữu nghị cô chú anh chị mình 1,5 triệu thôi. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo mã số B4. Cây này cũng khủng bố luôn nha anh chị. Mới bứng không ha. Quá trời củ bự luôn. Ngược dây vậy. Rồi, hoành đo được là 54. Chiều cao của cây này là 70. Đường kính bầu cây này là 60. Mã số là B4. Lekima hay rồi cây trứng gà nha anh chị. Cây cũng khá. Củ này to lắm nha anh chị. Đó. Mã số B4. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,7 triệu luôn anh chị ơi. Em bao ship tặng nhà luôn. Lekima hay rồi cái trứng gà. Cây khá là to ha. Này nữa mà ra bùm 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 này chị có cái chậu vô ha. Nữa ra trái rất là đẹp nha. Vừa trái vừa ăn được luôn ha. Rồi tiếp theo mã số B5. Quay cái à. Mấy cái này mới bứng nha anh chị. Mới bứng ở vườn về luôn. Hàng khá là khủng nha.
lá xanh tươi luôn. Rồi đâu hoành đi. Hoành cây này đo được là 55 nha anh chị. Đó, chiều cao. Cây này có dáng thằng lắc cái này. Cao là 1m35. Đường kính bầu cây này là 61. Rồi, quay sơ anh. Mã số là B5. Quay vòng nữa coi. Cây khắc là khủng ha. Đó, này, coi nè. Đó, rễ ra vậy ha. Đây, đây nó bè ra nè. Nguyên bằng tay luôn. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000 nha. Em bao ship luôn nha anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn ha. 2.200.000 mã số B5 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số B6 nha anh chị. Đó. Hàng cũng khá khủng nha. Hết biết nó bự nữa anh chị. Rồi đâu hoành nữa coi. Đâu hoành dưới này. Cái đâu thải như này đi. Nó dính tùm lum hết trơn. Ờ. Hào hào dưới đây đi. Hào hào dưới này là được ngược rồi. Đặt con dây đây lại nè. 84 nha anh chị. 84. Rồi, tuốt trên này, đâu Nguyễn Thăng này thôi. Thăng này là được 43. Chiều cao là 1m15. Đường kính bầu cái này là 69. Mã số B6 nha anh chị. Rồi quay sơn vòng anh. Cây khá là khủng luôn chị ơi. B6 ha. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.000.000 luôn chị ơi. Bao ship tặng nhà ha. Giá cực kỳ mềm nha. Cây bành kia nha. 2.000.000 bao ship. Rồi tiếp theo mã số B7 nha anh chị. Cây quá đẹp luôn. Rồi. Quành nó là 55. Chiều cao là 62. Đường kính bầu là 75. Mã số B7. Nằm dáng giống thú nha anh chị. Rồi, mã số là B7. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 nha. Bao ship tặng nhà luôn. 1.900.000. Cái này ship khá nặng nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số B8 nha anh chị. Cây này cũng khá là khủng nha, từ từ nha. Rồi đâu hoành nè. Cây này giống thú dài luôn. Cắt đèn chơi ngắn cũng được. Hoành là 50. 49-50 nha. 49 hoành. Chiều cao cây này là 1m25. Đường kính bầu của cây này là 72. Rồi, quay sơ sơ anh coi. Đó. Mã số là B8 nha anh chị. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 1.900.000 thôi anh chị. Em bao ship tặng nhà cho mình 1.900.000 nha. Đó, mấy này ship khá nặng nha anh chị. 1.900.000. Cây lê kima gọi là cây trứng gà nha anh chị. Rồi tiếp theo cũng là cây trứng gà nha anh chị. Đó, cây này mới bước về luôn nha. Cũ đế quá trời cũ nè. Báo quái luôn ha. Mã số 62. Hoành 29. Hoành 29. Cành bay chỗ tới luôn 60. Cành bay 60. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47. Quá trời cũ đế luôn nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi 1.000.000 nên chị ơi, bao ship tận nhà. Cây lê kima hay gọi là cây trứng gà nha. Rồi tiếp theo cái này cây lê kima trứng gà, cây này đâm chồi ha. Cái này em cũng chùm bao ni lông kính nè, ủ ở trên này ha. Rồi tưới kích rễ tuần 2 lần, đâm chồi quá trời nè anh chị. Hoành 33. Hoành 33. Chiều cao 91. Chiều cao 91. Rồi cái này để rẻ 1.300.000 luôn chị ơi. Mã số là
63 nha anh chị, cây trứng gà 1 triệu 3 bao ship tặng nhà mã số 63 nha. Rồi tiếp theo là mấy cây dâu Hạ Châu nha anh chị, mới về với cây dâu Hạ Châu rồi. Đó, quá trời luôn ha, để đẹp nha. Mã số 64, hoành 63, hoành 63. Tại cây này nặng không đem lên bằng xây được nha. Chiều cao 1m3, chiều cao 1m3, đường kính bầu 60. Đó, dâu Hạ Châu ha. Để điều gan nha, con quay cái mặt bên đây cho cô chú anh chị mình xem nha. Này chỉ vận chuyển nó hơi chày chút xíu sao nha anh chị. Ồ, cây cốt cành rất là đẹp nha. Mã số là 64. Rồi cây này là 1 triệu 9 nha anh chị, em bao ship tặng nhà luôn. Mã số 64. Cây cũng khá là to ha. Rồi tiếp theo, mã số 66. Cũng dâu Hạ Châu nha anh chị. Này khi vận chuyển về nó chày nặng miếng anh chị, nó keo lại được. Lâu lâu mới được về lô dâu nhỏ nha anh chị. Hoành 40, mấy này cho trái rồi hết nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m15, chiều cao 1m15, đường kính bầu 46. Mã số là 66 nha anh chị. Ồ, cây cũng khá ha. Cây này 1,2 triệu nha anh chị, em bao ship tặng nhà. Mã số 66. Rồi tiếp theo, mã số 67 nha cô chú anh chị. Ồ, quá đẹp nha. Cây này khá là to nữa nè. Hoành 50, chiều cao 1m30, đường kính bầu 48. Rồi cái này 1,5 triệu nha anh chị, cây dâu Hạ Châu mã số là 67. 1,5 triệu bao ship tài nha. Đây là phát tài sọc vàng nha anh chị. Đó, nguyên một cây luôn, cũ đế quá trời cũ luôn nha anh chị. Đó, hoành thân nó 47, cây này khá nặng nha, đặt kẹo chưa nha anh chị. Chiều cao 1m17, đường kính bầu 47. Mã số 70. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình 1,2 triệu anh chị ơi. Đó, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo cây ổi nha anh chị. Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó, toàn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra, bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự ha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú. Tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn thì cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắt bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nha cô chú anh chị.
À, cây này thì giá là 150 ngàn một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới này của chú chị, lâu lâu mới về được này ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình thoa keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70 ngàn một cuộn. Cuộn như thế này 70 ngàn nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắt bán luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh da băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem nè ha, sắt bén luôn. Hàng đảm bảo sắt bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ. Em bao ship tận nhà cho mình. Giá là 390 ngàn. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây. Em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây em đã xài rồi nghe chú anh chị, em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử. Không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180 ngàn một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn da bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đó, đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70 ngàn em bao ship, mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị, bao sắt bán luôn. Cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350 ngàn một cây ha, em bao ship tận nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó,
này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước rồi nghe cô chú anh chị. Đó, thì mình ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào